Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai nhân dịp này trở lại với vườn anh Hoàng Giảng, xã Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh. Chúng ta cùng nhau chia sẻ hình ảnh của những bóng dáng những cây nguyệt quế với cái tầm cỡ cũng khá lớn. Đây là tác phẩm thứ nhất để tôi gửi đến hình ảnh. Cái này lấy bóng dáng tổng thể anh cung cấp cái số đo cái. Thứ nhất là cái vanh thân đi. Rồi. Có một số cây lớn đó. Thân của cái này là cái 56. Rồi, 56, 6. Rồi. Cắm ngang cái này đến đây. Cắm ngang vào mét 9. Vâng, sải tán mét 9. Trọng thước chiều cao này. Chiều cao 2m3 và tán cây nguyệt quế hình tháp đẹp quá nhỉ. Vâng, tổng thể của bóng cây nguyệt quế hình tháp và cũng rất nhiều nụ hoa rồi. Bởi vì cái mùa này là mùa hoa của nguyệt quế. Đấy, thằng nguyệt quế này nó lại hợp luôn cả khí hậu miền Bắc. Và bông chùm, lá xoắn bông chùm. Cây đang phát triển rất là sung. Mà đây là anh trồng nó còn hơi chìm đấy. Chứ còn cười ra. Cái này nếu mà cười ra bệ còn đẹp nữa đấy thì đẹp đấy. Cây này bệ đấy nó cao. Tuyệt vời không? Tứ diện, cái này đế tứ diện. Rất tuyệt vời. Đế tứ diện cây này đẹp lắm. Đây cháu đang nấp mà. Nó dễ nó phát triển mạnh. Đưa ra phía Bắc những cây nguyệt quế này mà đến mùa rộ hoa thì thơm lắm. Vâng. Không gian lớn ở trước khuôn viên nhà thờ này, hai cây hai bên này. Cái này cháu có một cặp cây bên kia thì nó cao hơn cái này. Mùi hương thơm của nguyệt quế rất là hấp dẫn. Mùa mai nguyệt quế này, mùa hoa nguyệt quế, mùa mai chiếu thủy, mùa này. Thì nó ra hoa quanh năm. Như vậy là anh có một đôi rất tương đồng nhau. Bóng dáng như thế này. À, các bác mà chơi cặp để những cái khuôn viên hợp lý như nhà thờ hoặc là những cái tòa nhà rộng là chơi đẹp rồi. Cái cây nguyệt quế mà chúng ta vừa mới chia sẻ đây với kích thước như vậy thì giá bao nhiêu anh ơi? Cái này cho giao lưu thì giá là 20 triệu. Giá 20 triệu. Vâng. Nếu mà chơi cả cặp thì là 40 triệu. Vâng, cả cặp 40 triệu. Vâng. Rồi, bên cạnh đây thì có cái cây mà anh còn đang ủ dưới đất đây. Cây này cũng to. Cây này to lắm. Cây này đưa lên chậu còn to hơn cây hôm nãy. Cây này mà lên chậu thì phải lên chậu to hơn. Cây này phải lên chậu mét 4. Cây này có đo, cây này cũng là 56. Cây này đẹp đấy cũng đẹp. Cây ở đây thì cháu bao sống cho 2 tháng. Nếu chết cháu đổi cho cây khác. Và nếu mang về qua quá trình chăm sóc mà nó xảy ra vấn đề gì liên quan kỹ thuật hay là ấy thì cháu sẽ chịu trách nhiệm trước anh em châu. Thì anh em yên tâm khi mua cây của cháu thì nếu có 2 tháng thì nguyệt quế thì nó khỏe lắm. Cái này thì thoát thân của nó cũng cao. Cái này các bạn thích dòng thoát thân. Cái này như là 40 cành. Hôn gọi là 45. 50 chứ. 50. Lòng bóng tán đều, cây này rất là đều đẹp. Cây này mà lên chậu thì đẹp lắm. Rồi. Sau khi bàn giao cho khách sẽ bao sống trong vài tháng để chúng ta yên tâm. À, như cây này thì khoảng bao nhiêu anh ơi? Cây này cháu giao lưu với giá nếu mà lên không có chậu thì cháu giao lưu với giá 20 triệu. Ừ. Có chậu thì tính thêm tiền chậu. Chắc đôi triệu tiền chậu đấy thôi. Đôi triệu, khoảng đôi triệu tiền chậu. Và rồi. Nếu mà cây ấy thì cháu bao ship cho quanh khu vực Hà Nội với cả. Tức là gần gần 200, khoảng 300 cây số là cháu bao ship. À thì 200-300 cây số. Vâng. Thế thì từ đây vào đến Thanh Hóa gì đó. Vào Thanh Hóa luôn. Bao ship. Rồi, lên Điện Biên thì thôi. lên Điện Biên thì tiền cước nó cao hơn tiền cây. Rồi rồi, ok nhá. Vâng ạ. Nhất trí. Đấy, bây giờ chúng ta di chuyển tiếp đến một số những cây mai tứ quý, à mà nguyệt quế. Nguyệt quế tầm nhỏ đi. Còn nguyệt quế
người quế bonsai đi trên chậu đi. Vâng. Rồi. Và còn cái khu này anh giảng có đưa tôi đến là chủ yếu là những cây trên chậu rồi. Tầm trung và tầm nhỏ. Cơ bản là tầm nhỏ là nhiều. Những cây có thể gọi là cây bonsai bàn trà được. Vì đây, ví dụ như mấy cây chỗ này anh ơi. Đến khu này trước đi. Đây này, để tôi đứng hướng này cho nó thuận nắng này. Cái chỗ quế này nó hợp với cả khí hậu của miền Bắc ấy. Vâng. À, cây này rất nhiều hoa nhá. Nhiều hoa lắm, vừa nhiều hoa. Hoa chùm. Rồi, lá xoắn bông chùm. Và gốc đây. Đấy. Chậu Đồng Nai rồi. Ví dụ như cây này phải anh sẽ đo cái vành này là bao nhiêu. Đấy, những cây bonsai tầm nhỏ bàn trà. Cây này 13. Thân 13. Rồi. Như những cây này thì khoảng bao tiền nhỉ? 1,5 triệu. Vâng. Rất tuyệt vời. Quá hợp lý luôn. Đấy, cây này dáng siêu này. Quá đẹp nhỉ. Dài cây. Cái này vườn ở một động đặt hoa vườn mới ở một hoa. Và đẹp quá. Cái này thì bao nhiêu tiền? Cái này thì lấy 2,5 triệu. 2,5 triệu. Và rồi tôi thấy anh có cái cây bên này cũng hay này. Cây này được cái gốc nghệ thuật ghê đấy. Từ gốc dáng long. Cái này lấy dễ làm thân. Nó có một phần. Vâng, một phần. Lên đúng cái tay một kia. Vâng, được. Được. Cây này mà người khéo tay xen kẽ những cái viên đá vào hợp lý đấy. Vâng. Đấy. Ví dụ những cây này thì bao tiền? Cây này giá chúng nó lưu giá nó 3 triệu. Giá 3 triệu đồng. Vâng. Rất tốt. Đấy, chuyển sang một số những cái dòng cây lớn hơn một chút. À đây anh còn có cả kết hợp với tiểu cảnh kìa. Vâng, có một số cây nhỏ cho lên tiểu cảnh. À. Cây này là hoa chùm, hoa rất dài. Dài. Đế đế này. Đế cái này thì đẹp. Sai hoa lắm, dòng này sai hoa thơm lắm. Ấy. Ừ. Nhiều nụ nhiều hoa lắm. Cái này mà xa xếp chậu cái này thì hơi khuyết thì nó nặng. Bởi vì nó kèm theo cái tiểu cảnh này. Vâng, kèm theo tiểu cảnh. Cả tiểu cảnh, cả cây nguyệt này thì giá bao nhiêu anh? Cái này có bán tại vườn là 2 triệu. 2 triệu tất cả? Cả tiểu cảnh, cả cây? Cả cây. Ừ, thế thì tuyệt vời rồi. 2 triệu đồng. Cái này thì vậy đấy, nó cũng là hiếm cây, dễ nó cuốn cái con rồng nó rắn, con rồng cuộn. Đẹp mà. Bắt đầu đến tận vườn ưu tiên giao lưu cây này, lấy chỗ đi lại làm mối tình cảm. Và đây những cây tầm lớn hơn một chút này đang vừa một đợt hoa dày lắm, cây này hoa sai trắng cây. Cái này ở quanh đây các bác đến thăm thì nói trực tiếp thì... Cái này mà chơi Tết thì hết ý không? Cái này đánh tán đều rồi. Ừ. Cây giáng trực này thì giá bao nhiêu? Cái này số giao lưu thì giá 2 triệu. 2 triệu? 2 triệu. Hay quá nhỉ? Được đấy. Nói chung là giá của dòng nguyệt quế tầm nhỏ của anh này rất hợp lý rồi. Đấy. Rất là rẻ. Đây, những cây này đấy, những cây nguyệt quế lớn đâu. Cây này đang hoa này, nó xinh, xinh một cây này. Đây, cây này nó cho chậu 40.
hoa thì cái cây nó như này nhưng mà hoa nó độ độ dày của hoa nào vậy này dễ chăm lắm, trắng cái trắng hoa. Ôi trời ơi. Chùm đúng là đây, đúng này, bông này, hoa liên tục, hoa nhiều hơn lá, nụ nhiều quá nhỉ, hoa nhiều hơn lá, chắc là khoảng tuần nữa là nở hết đây. Cái này nắng ấm nên là nở bung hết, nở chục ngày, là một đợt nữa, đợt này sẽ nở vào dịp Tết này, một đợt đợt kế của nó là nhỏ vào dịp Tết. Đấy. Cái này nó cứ nở đợt một xong lại nở đợt hai, nó lại đâm các nhánh ra nó nở đợt hai. Rồi, như cây này thì bao tiền anh? Cái này chỗ sau lên với giá 1,5 triệu. 1,5 triệu? Ôi giời ơi, quá tuyệt vời nhỉ. Chủ yếu là giới thiệu để anh em đến thăm vườn và giao lưu thôi. Chơi được, cùng chơi. Sau thì... Được rồi. Sau yêu thích thì giới thiệu cho em. Hay đấy. Đây, những cây to như thế này. Cái này dáng nụt nực rất là đẹp. Ừ. Cái này đệ đế to, gốc đế to. Cái nô nguyệt quế này cái giá là 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, cây to lắm, cây đẹp. Cây này đang lên rất là mạnh, phát triển rất là mạnh. Thôi, những cây nhỏ nhỏ mình quay thế thôi, yeah. Quay những cây nó to hơn một chút thì ví dụ như cây này này, cây này thì bao tiền? Cây này số lượng ở đây thì tôi thấy anh đều đến cả nghìn cây chứ không ít đâu. Nguyệt quế lớn nhỏ. Cái này ra chuẩn bị một nợ hoa nữa này. Rồi. Cũng không nghĩ là cái dòng này nó siêng hoa và nó sai hoa. Cái này thì chúng ta giao lưu với giá là 2,5 triệu. Vâng, đấy, 2,5 triệu. Cả chậu sẵn dễ bê về chơi. Ở xa thì đương nhiên là bỏ chậu rồi. Bỏ chậu cây. Tùy, có người khách người ta nhu cầu lấy cả chậu mình vẫn phải chuyển đến. Rồi. Thế còn ngoài nguyệt quế tôi thấy anh có cây ví dụ như cây cần thăng đúng không anh? Đây này có mấy cây cần thăng chỗ này này, cũng ở trên cái tiểu cảnh này. Đây. Cần cù và thăng tiến đấy. Vâng. Dưới này đấy. Chủ yếu là những cây uốn dáng huyền kết hợp với cái tiểu cảnh bằng làm bằng xi. Dưới là chứa nước được. À, những cây cần thăng như thế này thì giá thế nào anh? Cái này thì bao nhiêu thì giá là 2,5 triệu. Vâng. 2,5 triệu. Đấy, những dòng cây mà cứ triệu đến 1,5 triệu những cây nhất rất đẹp như này. Rồi, cảm ơn anh. À, những cái cuốn video trước cách đây khoảng 1 tháng này chúng ta đã tham quan cơ sở của anh Hoàng Giả, cơ sở sản xuất chậu rất là tuyệt vời đây. Vâng, chúng ta đến tiếp với một lô nguyệt quế tầm cỡ lớn nữa. Và rất là bất ngờ khi có một cái cặp nguyệt quế bóng dáng như những cây thông Noel, rất là đều nhau. Một cặp chơi hoàn hảo đấy. Từ đôn chậu này đến bóng cây này, kích thước này. Giới thiệu tiếp tục với các bạn để chúng ta giao lưu với anh Hoàng Giảng những cây nguyệt quế lớn như thế này. Cây này tầm chiều cao khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Tràn 4 mét. Từ mặt chậu lên nó khoảng 3,5 mét. Và anh đo cái khoảng đường kính thân, vành thân. Đo cái này thôi, hai cây như nhau đo cái này thôi. Cái này là đường thân là 46. Và cái này cây cành đều nhỉ, cành nó nắp lượng. Đấy, dày tán, bóng tán nó dày đều. Tròn. Cái này thì...
nha, cái này nó vào 22. 22, 23. Cao 30,5, chiều cao 30,5. Vâng, đây là cái cây bên cạnh để chúng ta chơi cặp đôi. Cái chậu này vuông bao nhiêu anh ơi? Vuông 1m1. 1m1. Vâng, chậu vuông 1m1. Mặt nôn lên đây vào từ mặt thân nôn cho đến đây vào 92. 2,5m, cái này nó vào 1m4. Vâng. 4m4, từ mặt đất lên 4m4. Cặp này mà giao lưu thì giá nào anh ơi? Cặp này thì cháu sẽ giao lưu với giá là 50 triệu. Vâng, 50 triệu cặp Nguyệt Quế dáng hình cây thông Noel, rất đẹp. Dày lắm cái này. Mà cực khỏe luôn nha các bác. Rất là thuần rồi. Với khí hậu Bắc là thoải mái rồi. Rồi. Chúng ta đến với một cây Nguyệt Quế còn to hơn này kìa. To bên cây cổ thụ ạ. Cây cổ thụ đó. Ôi giời, cái phần xưởng chậu lớn quá nhỉ. Bãi chậu. Và chậu mét sáu gốc to, bộ dễ gọi bệ nhãn nó trải ra. Rồi anh cho cái banh thân này này. Tám mươi ba. Và chín mấy có thể người ta đo dịch xuống, mình đo trên này, đo chỗ nhỏ nhất của thân thì nó là hết. Và nhưng mà cây này anh để vị trí này nó hơi thiếu nắng. Vâng, cái này, thì trên là có những cái cây bạch đàn. Cây đàn nó rồi. Cây này mà giao lưu thì giá nào anh nhỉ? Là 45 triệu. 45 triệu. Và rồi. Cây thực ra những cây nó gốc lớn này nó hiếm. Cái chậu này đã rơi vào 6 triệu. Chậu này chậu tớ lên chậu này khuôn silicon, khuôn đục. Vâng, đây là phía ngược lại của cái bệ này. Vâng, ở vị trí này còn có những cây còn cũng lớn nhưng mà ở cái vị trí này nó quang nắng cho nên là cây nhìn nó khỏe hơn. Đấy. Cây này lớn quá. Cái này người lớn như cháu trèo lên đây rồi. Vâng. Cây này to. Cây này khéo thì to nhất vườn rồi. Cây này thì bóng tán thì cao to nhất. Cây này bao tiền anh ơi?
Cái này cháu giao lưu giá là 45 triệu. Cái này tán vâng. Nó khoảng 5 mét, cao cũng 5 mét đấy. Qua không cần đo đâu. Đây, chuyển sang mấy cây nhỏ nhỏ hơn một chút đây. Cây này thân nó rất lắc, rất dẻo. Mà bể đế đẹp quá. Cây này bể đế nó quái, quái tay cành thì nó lắc lượng. Kiểu như là vẽ luôn. Tay cành nó bắn xoắn nó đẹp như này. Bể đế cái này cực kỳ cục luôn. Cái này nó 60. Hay quá, những cây nguyệt quế to cao. Đấy. Đấy, những cái tầm cây như thế này thì giá khoảng bao nhiêu anh? Chắc khoảng có đến 40 không? Cái này ạ? Ừ. Cái này chú An với giá 15 triệu. Có 15 triệu cái này? 15 triệu cái này. Thấy bác định giá 40 thì nhanh giàu lắm. Bởi vì những cây to kia tôi thấy anh nói bác giá 45. Không, những cái cây to thì ừ. Nó giá... Cây này giá có 15 triệu. Cái này thì nó cũng đẹp nhưng cái bệ đế nó không bằng. Chú ừ. Cây chú mua giá cao thì không bằng. Báo giá được rồi. Cây này 15 triệu. Không được. Cây này cũng 15 triệu. Cao 4 mét. Cái này là mình mới tập để chơi được. 4 mét. Gốc cái này phải khoảng 50. Vâng, vành thân 50. 50. Giá 15 triệu. 15 triệu. Rất là rẻ. Cả chậu luôn. Vâng. Báo cho anh em để anh em chơi. Chậu này chắc tầm khoảng 1,5 triệu. Chậu này sơn hoàn thiện rồi. Sơn hoàn thiện rồi là 1,5 triệu. Vâng. Như cái chậu kia thì chậu này cây mẫu đơn này thì chậu này chậu nhất tư. Cây này cây đang lên mầm. Chính cây này cái dáng thân bóng nó lắc bóng, đẹp. Bóng dáng cái này nó có hai tầng. Ừ. Cái này nó bóng lắc rất đẹp. Hai tầng lắc lượng đẹp, cành tay cành đẹp. Bệ đế đẹp. À, bệ cái này gần như không chê. Cái bế sau thì nó hơi nếp một chút. Chơi. Rồi. Ở đây là chương trình video về cái cây nguyệt quế là tạm dừng ở đây nhá. Nè. Đỗ Sinh xin chuyển sang một quay cuốn nữa nhỉ. Vâng. Cuốn nữa về những cây mai tứ quý. Mai tứ quý zin. Vâng, Đỗ Sinh mời các bạn chúng ta chuyển tiếp cuốn sau về nói về những cây mai tứ quý.